Công ty Nhật Việt xin kính chào các bạn. Mình là Giang và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách update phiên bản phần mềm của đàn co EK50 lên phiên bản mới nhất. Để thực hiện, chúng ta sẽ có 3 bước. Bước đầu tiên là kiểm tra cây đàn của mình đang ở phiên bản số bao nhiêu. Thì hiện tại phiên bản mới nhất của chúng ta là phiên bản 2.1. Thì những cây đàn nào từ phiên bản 2. trở xuống mới có thể cập nhật được. Còn trên 2. Chấm thì chúng ta không thể cập nhật được. Rồi. Và phần thứ hai là phần chuẩn bị. Chúng ta sẽ chuẩn bị một cái USB chứa file update phần mềm. Thì cái file này các bạn có thể lên trang của công ty nhạc Việt các bạn tải về Mình sẽ để phần link bên dưới video Rồi, bước 3 là chúng ta cập nhật Rồi, bắt đầu luôn nha Bước đầu tiên, để kiểm tra cái đàn của mình đang ở phiên bản bao nhiêu Thì các bạn tiến hành như sau Đầu tiên mình tắt đàn ha Rồi, các bạn giữ nút ship và các bạn mở đàn lên Lưu ý các bạn giữ tay trên nút ship cho tới khi nào cái đàn hiện lên màn hình chính luôn nha rồi, các bạn có thể thấy cái đàn đang hiện lên là số 1.3, có nghĩa là đàn của mình đang ở phiên bản version 1.3. Như vậy là đủ điều kiện để chúng ta có thể update lên phiên bản 2.1 mới nhất. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng một cái USB, các bạn tải được cái file cập nhật phần mềm về rồi, các bạn giải nén ra. Ở trong file đó có một file là update.bin, các bạn copy file đó vào USB, nên nhớ là để ở ngoài luôn nha, các bạn đừng có bỏ vô folder nào hết. Tiếp theo các bạn tắt đàn các bạn cắm USB vào đàn, sau đó các bạn mở đàn lên. Đàn đã khởi động lên xong. Chúng ta sẽ tiến hành cập nhật. Đầu tiên các bạn bấm vào Media. Sau đó các bạn chọn qua phần System Update. Bấm vào Media tiếp tục. Các bạn chọn nó thành Yes. Xác nhận bằng nút Media. Rồi, hiện tại nó đã tìm được trong USB của mình là phiên bản 2.1 mới nhất. Các bạn tiếp tục bấm Media. Các bạn lưu ý với mình là khi cập nhật phần mềm này lên xong thì các bạn không thể nào trở về phần mềm thấp hơn được. Lưu ý với mình điều này ha. Rồi, mình tiếp tục. Mình xoay qua Yes. Rồi, như vậy nó đang tiến hành update. Các bạn vui lòng chờ một xíu. Như vậy, đàn đã báo cập nhật thành công. Các bạn tắt đàn và mở lại. Rồi chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra bản cập nhật đã xem có phải phiên bản mới nhất chưa ha. Tiếp tục làm giống bước 1. Rồi như vậy cái đàn của mình đã báo ở phiên bản 2.1. Như vậy là mình đã ở phiên bản mới nhất. Mình xin nhắc lại cho các bạn lưu ý ha. Chúng ta chỉ cập nhật từ phiên bản thấp lên phiên bản mới nhất hiện tại là 2.1. Các bạn không được làm ngược lại là cập nhật từ phiên bản cao xuống phiên bản thấp. Làm như vậy thì cái đàn của bạn sẽ bị lỗi. Rồi thì mình sẽ nói sơ về phần tính năng mới của phiên bản cập nhật mình vừa thực hiện. Thì ở đây nó sẽ có hai tính năng quan trọng. Đó là nó sẽ xuất hiện thêm một menu user style Slang, nó được thêm vào phần media function. Cái chức năng này nó sẽ giúp cho các bạn có thể sử dụng được phần user style từ những loại đàn khác ví dụ như là CO BA50, CO BA50 SD và Micro Arranger đó, thì các bạn có thể chơi được những user style đó trên cây đàn EK50 của mình và đặc biệt hơn nữa là nó có một bước cập nhật mà mình cho là rất là hữu ích và rất là quan trọng đó là các bạn có thể lưu được phần variation và phần intro vào trong setlist của mình như ở các phiên bản trước thì hoàn toàn không có điều đó đây mình sẽ làm thử cho các bạn coi rồi đầu tiên mình sẽ chọn điệu mình sẽ lấy điệu samba và tiếp theo mình sẽ chọn tiếng mình sẽ lấy tiếng piano đi mình sẽ ví dụ cho các bạn ở đây mình để variation 1 rồi mình để một và mình lưu lại vào số 1 rồi tiếp theo mình sẽ đổi tiếng mình sẽ đổi tiếng guitar đi rồi ok đổi tiếng guitar mình sẽ đổi vào phần variation 3 mình tiếp tục mình lưu vào phần setlist 2 rồi mình sẽ chơi cho các bạn thấy Đó, như các bạn vừa được thấy là khi mình chuyển vào phần setlist 2 thì tất cả những cái đặt phần variation 3 này nó cũng sao theo phần setlist 2. Còn như các phiên bản trước đây thì nó hoàn toàn không có điều đó. Khi chúng ta có lưu variation 3 vào phần setlist 2 thì khi các bạn bật lại nó vẫn chỉ ở variation 1. Nó sẽ gây khó khăn cho các bạn khi các bạn chơi. Các bạn cứ tưởng tượng như khi chúng ta đang chơi một bài hát lên cao trào, chúng ta đổi qua setlist cái tự nhiên nó nhảy về phần variation 1 làm chúng ta rất là mất hứng và cảm thấy rất là khó chịu. Thì mình cho là đây là một bước cập nhật nhỏ nhưng nó mang lại một cái lợi ích rất là lớn cho chúng ta sử dụng. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn cách cập nhật phiên bản mới nhất cho đàn co EK50. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn vui lòng like, share và subscribe cho kênh của công ty Nhạc Việt nhé. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.